Chào tất cả anh em. Hôm nay Skoico Việt Nam xin giới thiệu đến anh bộ quần áo Touring Skoico JK41 và quần P035. Bộ quần áo Touring này được thiết kế rất là tiện dụng. Thứ nhất là nó có khả năng chống nước, rất là tiện cho anh em đang chạy xe, nếu mà có gặp cái trời bất chợt mưa thì cũng không lo, không lo bị ướt, bởi vì là bộ này là thiết kế chống nước ạ. Bộ này là thiết kế hai lớp, vừa chống nước và vừa chống lạnh nữa, bởi vì bên trong là còn có thêm một lớp lớp lót nữa. Đấy, có thể dùng ở nhiệt độ âm 5, âm 10 độ C đều rất là ok. Đây là cái phần áo phản quang. Phần áo phản quang này thì mình có thể tháo rời ra. Nếu mà đi vào ban đêm thì anh em mặc thêm cái áo đi lê phản quang này vào, còn nếu mà ban ngày mình cần thiết thì mình có thể tháo rời ra để mặc cho nó rất là thời trang. Không chỉ là mặc vào mùa đông ở nhiệt độ âm 5, âm 10 độ C mà bộ Touring này anh em vẫn mặc vào mùa hè được, bởi vì là thiết kế là có thêm các cái ô cửa mình có thể mở ra để thông gió thì mình sẽ sử dụng như sau. Đấy, toàn bộ cái phần này là lưới, thì nếu mặc vào mùa hè thì anh em chạy xe thì gió nó sẽ đi vào bằng các cái cửa để ở hai bên, tương tự bên này cũng thế. Đấy, sau đó là cái bộ này không chỉ những tận mặc mùa đông mà còn mặc được cả vào mùa hè. Đây là phần phản quang của áo, mình có thể tháo ra hoặc vào đều được ạ. Các anh em lưu ý là không chỉ trên áo nhé, cả quần cũng thế ạ. Và quần mình cũng có thể mở ra để ở cái phần đùi này là để thông gió đây. Sắp sẽ quay bên trong để anh em xem, bởi vì là đây, lớp bên trong này thì là có một cái lớp lót để giữ nhiệt đấy, thì cái lớp này thì mình tháo ra, nếu như mặc vào mùa hè tháo ra, bên trong còn có rất là nhiều túi nữa, rất là thoải mái để đựng đồ. Còn đây là giáp CE của áo gồm có 7 miếng giáp CE ở hai vai, hai tay, hai ngực và cả đằng sau lưng, cực kỳ là an toàn. Đây ạ, quay gần hơn để anh em xem. Phần lưới để thông gió này.
chất liệu của áo bộ touring này thì làm bằng chất liệu vải thì có khả năng chống mài mòn rất là cao, chịu va đập tốt và chống mài mòn cao. Phần khuỷu tay có thiết kế thêm cái lớp tráng để chống trơn trượt đây ạ, chống khi mà mài mòn thì sẽ giảm ma sát này, à tăng ma sát, tăng ma sát. Phần đằng sau của áo cũng thiết kế như đằng trước, có thể mở ra để thông thoáng hơn. Đây ạ. À, ngoài ra thì áo có thêm đèn led nhé, đèn led ở đằng sau đây ạ, phần đèn led này. Nếu mà đi vào buổi tối ta có thể sử dụng đèn led này. Riêng áo bộ này là thiết kế cực kỳ là nhiều túi hộp ạ. Anh em để ý cả đằng sau lẫn đằng trước đều có rất là nhiều túi hộp để đựng đồ tiện cho một chuyến đi. Phần khóa của áo đều thiết kế có tráng cái lớp để chống nước đấy ạ. Đấy. Tráng lớp này nên là bộ này chống nước tương đối tốt. Quần có giáp ở đầu gối và giáp hông. Riêng về cái phần giáp này thì anh em yên tâm là sẽ không thể nào, bởi vì là có thiết kế thêm cái lớp khuy như này này, để khi mà nếu mà anh em mặc vào thì mình có thể điều chỉnh bấm cái khuy này để làm sao cho nó ôm cái đầu gối. Đấy, nên là cái miếng giáp này nó luôn cố định được ở phần gối chân, đầu gối của mình, bởi vì nó có đấy, khi mình bấm cái lớp này. Anh Phương ơi, bộ này thì giá là 11.500.000 nhá. Áo này có phản quang và có phản quang đây rất là nhiều. Phần phản quang ở tay áo này, ở trên vai này, và còn có cả thêm một cái áo phản quang nữa này. Áo phản quang này tháo ra mặc vào đều được ạ. Phần tay cũng tương tự như cái phần đầu gối của chân ấy, đó là điều chỉnh cái dây này để cho giáp ở khuỷu tay luôn làm đúng vị trí của nó. Bộ touring Skyco JK 41 với cả quần P035 giá là 11.500.000 anh Phúc ạ. Bộ này có khả năng chống nước, giữ ấm và cả thậm chí và vẫn thoáng mát khi mặc mùa hè, khi mà mình mở các cái phần ô thông gió này ra, toàn bộ phần lưới này vẫn sẽ giữ cho mình gió lưu thông vào nên là rất là mát. Nếu như mà mặc vào mùa hè, mùa đông thì mình lại khóa cái đấy lên thì nó vẫn vừa chống nước và vừa giữ ấm. Anh Ngọc Nguyên ơi, trong bài này thì em đang giới thiệu về bộ touring JK41 và quần P035 nhá, em sẽ inbox anh sau. Hiện tại thì shop mới về bộ màu đen này và có size. Thì anh em ưng thì qua địa chỉ 396 Đường Láng để xem và thử. Còn nếu cần tìm hiểu thêm thì có thể inbox, shop sẽ tư vấn kỹ hơn. Bộ này mặc lên thì rất là chất đẹp. Quần
Đây là một bên mà shop mở cái phần cửa thông gió ra để cho anh em thấy được nó rất là, thật ra nó còn nhiều cái phần khác nữa trong này mình chưa giới thiệu hết được. Bên trong cái lớp áo lót bên trong ấy, lót mùa đông ấy, mình có thể tháo ra nhé, bởi vì nó thiết kế là gắn liền là bởi bằng các cái khóa, nên là mình tháo ra để mặc được. Mời anh em qua địa chỉ 396 đường Láng để thử nhá. Hàng mới về nên là đang đầy đủ size ạ. Ngoài cái mẫu touring này ra thì shop còn một số mẫu touring khác nữa. Đấy, rất là nên là thoải mái để anh em thử đồ chuẩn bị cho cái chuyến đi sắp tới. Bởi vì bây giờ đang là tháng 10, tháng 11 rồi, rất là nhiều nơi để đi. Bộ này có giá là 11.500.000 ạ. Các anh qua 396 đường Láng để xem nhá. Chất liệu của nó khác hẳn với những cái dòng mùa hè thông thường, bởi vì là đây vải làm được bằng cái chất liệu 500D chống mài mòn, chịu va đập tốt. Thiết kế giáp mềm CE 2 lớp ạ. Anh Nguyễn Thanh Bình ơi, bộ touring này có giá 11.500.000 ạ. Phần đằng sau cũng có phản quang. Cái lớp phản quang này là cái phần áo này mình có thể tháo rời ra được cái này. Đấy, tháo rời ra, đây là cái áo đi lê, thêm cái dây phản quang vào mình lắp vào để đi cho an toàn thôi. Còn nếu không thì mình tháo ra vẫn rất an toàn, bởi vì nó có thêm có phản quang ở một số nơi rồi. Và có đằng sau thì có đèn led rồi anh em ạ. Đây ạ, có đèn led đằng sau đây. Shop quay rất là chi tiết, tỉ mỉ đây. Phần đằng trước của quần thì khóa của quần này, khóa hông này, khóa túi hông này. Thiết kế tất cả phần khóa của cái bộ này đều có tráng một cái lớp chống nước. Đấy, tráng lớp chống nước rồi. Còn đây là phần đầu gối, phần đùi. Shop mở ra để anh em thấy được là cái bộ này mình có thể mặc vào mùa hè thì nó cũng thông thoáng, bởi vì nó có các cái phần ô cửa như thế này rồi. Đấy. Đây là phần gấu quần, mình có thể điều chỉnh cho nó ôm gọn gấu lại hoặc là để vừa. Các anh ở gần thì qua trực tiếp 396 đường Láng để thử ạ, tại vì là hiện tại shop đang có đầy đủ size. Đấy, đây, hai bên là đều thiết kế giống nhau, có thể là mở ra. Shop sẽ mở lại cái phần bên trong
phần bên trong áo để anh em xem. Đây là phần trong của áo, có thiết kế thêm một cái lớp lót giữ nhiệt. Thì cái lớp lót này thì mình sẽ tháo rời ra hoặc là lắp vào bằng các cái khần khóa khóa kéo như thế này ạ, là mình tháo rời được ra. Áo này có thể dùng được ở nhiệt độ âm 10 độ C ạ. Nếu mà anh em mà chạy đến những cái vùng có tuyết ấy, như Tây Tạng các thứ ấy, thì sẽ ở những cái điều kiện thời tiết lạnh như thế thì sẽ thấy nó rất là hiệu quả. Bởi vì là cái vải bên ngoài thì được thiết kế là chống nước, chống tuyết. Đấy, do đó là khả năng chịu lạnh của nó rất là tốt. Khi mở thì mùa đông mình không cần thiết phải mở ra thì đưa về cái trạng thái như thế nào. Anh em qua 396 đường láng để có thể qua trực tiếp, có thể shop sẽ làm một đoạn test nhỏ nữa. Này có khả năng chống nước nên rất là tốt. Nếu như mà mình trời mà mưa to hẳn thì thường anh em đã mặc áo mưa rồi, còn nếu như điều kiện thời tiết chỉ mưa vừa vừa mưa nhỏ thì anh em nó sẽ trôi đi ngay đấy ạ, không hề bị ngấm đâu ạ. Bạn Nguyễn Hoàng Anh ơi, shop đang có rất là nhiều mẫu mũ, có cả nam lẫn nữ. Thế nên là nếu mà trong clip video khác thì shop sẽ quay về mũ. Còn như chiếc mũ mà đang đội ở trên đầu Mario Canh này thì có giá 4,5 triệu ạ. LS2 397. Thì shop có đầy đủ các cái dòng mũ khác nữa, có cả mũ của nữ. Đây là tổng quan về cái bộ quần áo Touring JK41 và quần P035 của hãng Skoico ạ. Thì mời anh em ở Hà Nội thì qua trực tiếp 396 đường láng để trải nghiệm thực tế. Còn các anh ở xa thì cứ để lại số điện thoại hoặc inbox để shop tư vấn thêm. Ngoài cái mẫu Touring này ra thì shop về một số dòng mẫu Touring khác. Trong live stream thì chưa thể quay hết được. Một số mẫu như là cái mẫu JK34-2 này là vừa cho ra mắt năm 20 mùa đông năm 2017, rất là bán rất là tốt. Thì anh em qua xem tại cửa hàng nhé. Một số phụ kiện, một số mẫu găng tay khác cũng mới về, chủ yếu là găng tay da để phục vụ cho cái mùa đông này ạ. Các anh qua 396 đường láng nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi livestream ạ.